Nơi đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể các bác siêu eo đua trên biển Tổ quốc. Hôm nay là ngày 26 tháng 8 thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác một cặp loa toàn giải đến từ thương hiệu của Poster hay là Fortech, nó là một câu nhé. Thì cặp loa này là hàng đấu giá mạng về cho nên là rất là đẹp, zin nguyên bản từ loa cho đến thùng loa. Đấy. Và nó sử dụng cái phần lưới bố liền là đẹp. Bác nào thích nghe những dòng nhạc trước 75 hay nhạc acoustic thì nghe em lo toàn giải này rất là tuyệt vời, chất âm cho ra nó rất là mộc mạc các nhé, nhẹ nhàng, sâu lắng. Thì cặp loa này nó sử dụng cái thùng thùng gỗ lạng, thùng gỗ lạng đấy. Và nó sở hữu một loa toàn giải bass 20 cm móng ngựa không nhé. Và chiều cao của thùng loa là 48 cm, chiều ngang của nó là 30 cm và chiều sâu của nó 26 cm, và nó nặng là 9 kg một thân thùng. Loa có trở kháng của nó là 8 ôm và công suất của nó là 15W. Nhiều bác bảo xong 15W thì nghe sao? 15W thoải mái để chúng ta nghe rồi. Nếu bác nào đã sử dụng loa thì bác sẽ biết được cái giá trị không phải là cái công suất mà ta đề đâu ạ. Và em xin nhắc lại là dòng loa này chỉ phù hợp cho bác nào nghe nhạc acoustic và nhạc trước 75 thôi, còn mà nhạc mà đánh đùng đùng ấy thì không phù hợp đâu. Đấy. Ở loa thì có độ nhạy của nó là 94 dB, cho nên là rất dễ ghép âm đi. Âm đi chỉ cần vài watt thôi là chúng ta có thể chơi được rồi. Các bác có thể chơi ghép cái âm đi đèn, âm đi bán dẫn hay âm đều được hết. Và cặp loa này thì bên em bán với giá thanh lý là 5,5 triệu, em bao ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Còn bác nào mà nhận hàng đặt cọc ấy thì tự trả tiền ship giúp em. Em đã có hình ảnh chi tiết về cái cặp loa này, thì bác nào có nhu cầu mua thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho để các bác tham khảo. Và đây thì em xin quay sơ qua thôi phần ngoại hình để bác cùng quan sát rồi em test nha. Thì phần lưới của nó rất là đẹp nhé, lưới bố rất là đẹp. Cái lưới này nó không bóc được, nó úp tiền nhôm rồi. Đấy. Là phần cạnh thùng loa, màu ốp dán của nó rất là đẹp. Sau đây, sau vẫn còn tem của poster này. Đấy. Đây. BF203S điện nó công suất của nó là 15W, trở kháng nó 8 ôm, được sản xuất Nhật Bản. Đấy. Để không bận. Này, chỉnh nó đây. Còn phần màng loa cũng như củ loa thì bác nào mua nhu cầu mua em sẽ gửi cái nội thất bên trong ra để các bác chiêm ngưỡng. Đấy. Rồi và sau đây thì em xin test một đoạn nhạc để các bác được thưởng thức nhé. Thôi cũng đủ, mai em về
làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi, làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương. Em đi rồi còn chi em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi, em xa rồi trời buồn không hát, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em. Em xin phép được dừng video test tại đây. Thì cặp loa này bên em bán với giá là thanh lý là 5,5 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển được tiền, còn bác nào mà đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại em để tiêu đề của video 0907 2269. Các bác liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em là được. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.